môn thuật ngữ sau. Từ đây là một dấu ấn cho giáo sư. Bao giờ bao đáp không ơi.
con biết bao lần phải mờ tình sáng trời thơ. Xuân Thủy xin mến chào tất cả quý vị ông bà cùng toàn thể các bạn đang trở lại với kênh Công giáo yêu thương. Hiện tại Xuân Thủy đang có mặt tại nhà thờ Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa Bắc Trạch thuộc giáo phận Thái Bình, địa chỉ xóm 5 Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình. Thì xin gửi tới cho các bạn những hình ảnh ở nơi đây. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2020. Thì tân giáo xứ Quân Trạch được lên hàm giáo xứ. Thì trước đây tân giáo xứ Quân Trạch là giáo họ Quân Trạch thuộc Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa Bắc Trạch. Thì hôm nay tân giáo xứ Quân Trạch đã lớn mạnh và đã trưởng thành, thì đã được tách lên hàng giáo xứ. Hôm nay thánh lễ đón sắp về tân giáo xứ. Thì xin chia sẻ những hình ảnh ở nơi đây gửi tới cho tất cả quý cụ ông bà cùng toàn thể mọi người đang trở lại với kênh được đón xem những hình ảnh rất là ấn tượng và hạnh phúc trong những giờ trọng đại đón rước sắc về với tân giáo xứ Quân Trạch. Thì Thủy cũng trong niềm vui đó thì cũng chia sẻ những hình ảnh ở nơi đây gửi tới cho tất cả quý vị. Rất mong quý vị cùng đón xem và xin quý vị hãy tiếp tục cầu nguyện và chúc mừng tân giáo xứ Quân Trạch quý vị nhé. Thì hiện tại Thủy đang đứng ở khu vực cuối nhà thờ và bên trong nhà thờ đang có thánh lễ từ nhà thờ mẹ của giáo xứ Quân Trạch. Thì xin chia sẻ cho các bạn hình ảnh ở nơi đây trước giờ rước sắc về với tân giáo xứ. Xin quý vị cùng đón xem. Thờ Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa Bắc Trạch rất là đẹp quý vị ạ. Hiện tại thì quý vị thấy rất là nhiều xe, nhiều các đoàn chuẩn bị tinh thần để rước sắc về với tân giáo xứ. Trong đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta đang ơn Chúa, nhưng mà xin Chúa luôn luôn tiếp tục nâng đỡ chúng ta để chúng ta trung thành như thuở ban đầu, trung thành như là tình yêu của ban đầu. Người ta nghĩ, người ta chúc cho các đôi hôn nhân, người ta chúc rồi
cho đến nhiều luôn luôn được trong sáng, được cái gì đó như tôi bắt đầu. Tôi bắt đầu yêu cho nên là cái tình yêu nó kéo dài và trong suốt đời của chúng ta. Và chúng ta mừng lên giáo xứ, nhưng mà không chỉ mừng không, mà chúng ta phải biết lo lắng và chuẩn bị cho tương lai của chúng ta. Xin luôn nâng đỡ mỗi người chúng ta, để rồi lòng trung thành của chúng ta luôn luôn đung đấu cho chúng ta, để chúng ta cố gắng xây dựng giáo xứ của chúng ta mỗi ngày của thằng tiến hơn. Amen. Xin đại diện cho cộng đoàn dân Chúa xa gần giáo xứ giáo họ Bắc Trạch, đọc kính cha xứ, kính thưa quý đức bậc và toàn thể cộng đoàn, trước hết con mượn lời thánh vịnh 1:3:5 hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa nhân lành muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Đọc kính đức cha Phêrô giáo phận Thái Bình, quý cha tư vấn, tri ân các đức bậc tiền nhân, quý cha tiền nhiệm, cha thánh xứ Bình Sơn,
Đức ông Teodorimo, cha phó, các nam nữ tu sĩ, quý cụ, quý cố, quý viên hội đồng, mục vụ tân điều và cộng đoàn dân chúa xa gần, đặc biệt giáo sứ tân quân trạch kính mến. Kính thưa quý đấng bậc, quý cộng đoàn, đặc biệt giáo sứ quân trạch, chúng với ban đầu một số gia đình vùng biển khác nhau về đây lập ấp đón nhận tin mừng giữa thế kỷ 18, được ơn Chúa Đức Maria đón nhận sắc lên hàng giáo họ sau khi thành lập giáo họ 1770, đã trải qua bao thời kỳ các vua quyền cấm đạo, đời sống đức tin gặp rất nhiều khó khăn, nhưng có Chúa Đức Maria, hai thánh quan thầy đồng hành cùng cộng đoàn giáo họ quân cảnh thêm phần can trường bảo vệ niềm tin vào Đức Kitô, tình yêu thể hiện theo gương quý đức bậc tiền nhân vượt qua khó khăn thử thách trong thời đại vẫn giữ trọn niềm tin, thể hiện bằng đức tin, đức cậy, đức mến. Tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn đền thánh Bắc Cảnh chúng con rất vui mừng, vinh dự, hân hoan được Đức Cha Phêrô, quý cha giáo phận chuẩn y nâng lên hàng giáo sứ. Nay cha xứ lo liệu sắp xếp cho ban hội đồng mục vụ chúng con, trong đó có tân giáo sứ, tổ chức thánh lễ, cha dâng thánh lễ, cầu nguyện bình an cho tân giáo sứ. Con xin quý đức bậc tiếp tục cầu nguyện cho giáo sứ tân cùng giáo sứ đền thánh Bắc Cảnh chúng con thêm nhiều vững vàng đức tin, hợp nhất yêu thương, xây dựng giáo sứ một ngày một thăng tiến, để cùng giáo sứ đền thánh Bắc Cảnh chúc tụng ngợi khen vinh danh Thiên Chúa cho đến muôn ngàn đời. Vậy con xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay chúc mừng tân giáo sứ. Mọi sự chúc mừng để gói vào một tràng thế nhỏ thôi, nhưng chất chứa đầy niềm hy vọng tương lai và lời cầu chúc ấy. Và xin mời giáo sứ tân giáo sứ có lời đáp từ. Lúc này cộng đoàn cũng rất là lắng nghe đây. Thầy con ra đi dân mẹ hào ăn, chuyện đó là theo lễ nghĩa gia phong, cái gì cũng phải có. Xin mời đại diện cho tân giáo sứ. Muôn ngàn đời chúng con vẫn được Thiên Chúa trọn tình thương. Trong kính cha vinh sơn, thánh sứ đền thánh Bắc Cảnh, trọng kính đức ông Geronimo, cha phụ tá Du Tre, quý tu sĩ nam nữ, quý cố, quý khách xa gần, kính thưa ban tùng tân tiều cùng quý cụ, quý ông bà đang hiện diện nơi giáo xứ đền thánh. Hôm nay Đức Giám mục Phêrô trao quyền cho cha Vinh Sơn chánh xứ đền thánh lòng Chúa thương xót, trao sắc phong cho giáo xứ cộng đoàn giáo họ quân trạch chúng con tại nơi đền thánh giáo xứ mẹ. Trọng kính quý cha, kính thưa quý vị, trước khi cha Vinh Sơn chánh xứ đền thánh trao đắc phong lên hàng giáo xứ cho cộng đoàn giáo họ quân trạch chúng con, chúng con xin thay mặt cho cộng đoàn giáo họ chúng con được tỏ lòng tri ân. Trước hết, chúng con xin tỏ lòng tri ân đến Đức Cha Phêrô, giáo mục giáo phận Thái Bình đã xét duyệt chuẩn y cho giáo họ quân trạch chúng con lên hàng giáo xứ. Trong suốt những năm tháng kể từ khi Đức Cha Phêrô về nhận vai trò làm chủ chăn giáo phận Thái Bình, Đức Cha đã nhiều lần ban hành sắc phong thành lập giáo xứ mới. Việc thành lập giáo xứ mới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển giáo hội địa phương, là sự ghi nhận thành quả của công cuộc loan truyền tin mừng
đồng thời cũng hướng đến một tương lai rộng mở cho cộng đoàn tín hữu chúng con. Ngày 20 tháng 10 năm 2020 trở thành một mốc tròn, một dấu ấn lịch sử đối với cộng đoàn tín hữu họ Quân Trạch khi được Đức Giáo mục Giáo phận ban sắc phong thành lập giáo xứ cho cha xứ Vinh Sơn Chánh xứ Đền Thánh. Chúng con xin hết lòng tri ân đến cha Vinh Sơn Chánh xứ Đền Thánh Bắc Trạch, mặc dù bộn bề nhiều công việc của một xứ lớn. Và của cả một giáo hạt, cha đã hết lòng lo cho họ Quân Trạch chúng con sớm được nâng lên hàng giáo xứ. Trong suốt thời gian qua, cha luôn hướng dẫn mọi công việc để chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất của giáo họ, để ngày nhật sắc phong đón rước khắc thánh lễ tạ ơn cho thật long trọng và sốt sắng. Cộng đoàn chúng con cũng không quên công ơn của Đức ông Thô Ma Sô Trần Trung Hà đã giúp đỡ họ chúng con làm đơn đệ trình lên Đức cha Phêrô để ngài xét cho giáo họ chúng con được lên hàng giáo xứ. Cộng đoàn chúng con thay lời tri ân bằng lời cầu nguyện cho ngài để ngài được đóng được hưởng tôn nhan chúa. Tiếp đến con xin cộng đoàn chúng con xin hết lòng tri ân tới giáo xứ mẹ Đền Thánh Bắc Trạch, một giáo xứ có bề dày thời gian trên 300 năm, là một giáo xứ lớn nhất nhì trong giáo phận Thái Bình. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của cộng đoàn giáo họ Quân Trạch chúng con thuộc xứ Quân Trạch. Cộng đoàn chúng con xin tỏ lòng tri ân. Trước hết, cộng đoàn chúng con xin nhớ đến công ơn của các đấng bậc, các vị tiền nhân giáo xứ Quân Trạch mà chúng con đã hiệp dân thánh lễ sáng hôm nay cầu nguyện cho các ngài. Cộng đoàn giáo họ chúng con xin tỏ lòng tri ân tới cha xứ, cha phó xứ, quý cha, quý thầy, quý dì, lòng mến thánh giá Bắc Trạch, ban hội đồng mục vụ Tân Tiều, các ban ngành, quý cụ, quý ông bà, giáo xứ mẹ Đền Thánh Bắc Trạch đã yêu thương giúp đỡ. Bởi chúng con được trưởng thành như ngày hôm nay, được từ ơn Thiên Chúa, từ nơi giáo xứ mẹ thân thương này, nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Geronimo cùng cả công hội hậu cho quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cộng đoàn giáo xứ mẹ. Chúng con xin quý cha, quý thầy, quý sơ cùng quý ông bà toàn thể cộng đoàn giáo xứ mẹ Đền Thánh Bắc Trạch tiếp tục yêu thương, nâng đỡ, khích lệ tân giáo xứ chúng con, để cộng đoàn chúng con làm kháng danh Thiên Chúa, mưu ích cho mọi người trong năm thánh, giáo phận này. Trọng kính quý cha, kính thưa quý vị, giờ phút quan trọng nhất của giáo họ Quân Trạch chúng con, kể từ khi hạt giống tin mừng gieo trên mảnh đất chúng con, cách đây 250 năm, một giây phút độc nhất vô nhị sắp tới tới cộng đoàn Quân Trạch chúng con. Trọng kính cha Vinh Sơn Chánh xứ Đền Thánh Bắc Trạch, hạt trưởng hạt Bắc Tiền Hải, được thay quyền Đức Giáo mục Phêrô Giáo phận Thái Bình làm chủ thánh lễ, trao sắc phong lên hàng giáo xứ cho cộng đoàn Quân Trạch chúng con hôm nay. Sắc phong được cung in cùng lời Chúa Thánh Quan Thầy, chúng con xin kính mời quý cha, quý thầy, quý dì, quý cố, quý khách, đặc biệt với các cụ, quý ông bà, phục vụ đoàn giáo xứ mẹ cùng đồng hành với đoàn rước của giáo họ chúng con đã được sắp xếp. Cha chủ tế trao sắc phong lên hàng giáo xứ, cha quý hương cùng quý cha về dâng thánh lễ tại tân giáo xứ Quân Trạch.
Một lần nữa con xin cảm ơn cha xứ, quý cộng đoàn đã dành cho chúng con một giây phút để cảm ơn và tạ ơn Thiên Chúa. Con xin cảm ơn. Và ở đây mọi người lời cảm ơn công tạng của tân sứ, xin mời ban trụ lên trên và con xin mời cha xứ cũng như ông trụ trạch phát và đối pháp từ đây. Xin mời ban đứng lê phong cho anh chị em đi bình an. Thank you.
7 là ban kim nhạc của đền thánh Bắc Trạch, 8 là kiệu thánh quan thầy Cung Nghe, lô cùng những đoàn nước được thu lô 29 nơi của phía Bắc đền thánh, tức là giáo khu 4. Về đường quốc lộ cùng là đường quốc lộ 7, tức là đường quốc lộ 29 qua Nam Thái. Xin mời họ quý cầu nguyện xin hứa sức lành cho ngày đại phúc hôm nay được mọi sự thành công tốt đẹp. Giờ đây các tài xế, các chủ xe chúng ta đang đến cho các đoàn vào cuối tuần liên hệ. Xin trời cái giá thứ hai chúng ta chụp một phân đi được. Xem này. Mở bạn. Mở bạn ơi.
biết bao lần phải mờ. Tình sáng trời thơ, sao lòng con vẫn thơ. Xin suốt đời con nương nhờ nơi ân tình Chúa. Trời thơ, sao lòng con vẫn thơ.
sáng trời thơ. Sao lòng con vẫn thơ, xin suốt đời con nương nhờ nơi ân tình Chúa. Trời thơ, sao lòng con vẫn thơ,
tình con biết bao lần phải mờ. Tình sáng trời thơ, sao lòng con vẫn thơ. Xin suốt đời con nương nhờ nơi ân tình Chúa. Con biết bao.
Bao giờ báo đáp hồng ơi.
Đây là đoàn rước từ giáo sứ Nghệ từ những mắt sạch mang đến nghề nơi đến được tên giáo sứ Đức Vinh Thịnh và đội đội con. Xin kính mời toàn thể quý vị và cùng thân mừng tới đoàn giáo sứ chúng con mang đến nghề trầu khắc. Xin mời đoàn rước đã đỡ theo từ đầu dĩ sáng đến theo. Còn chúng con xin kính mời ban thiên nhạc giáo sứ Văn Lâm sẽ rước phúc tục. Phong phúc quân, chúng con xin kính mời ban tin nhạc tân giáo sứ Quân Thạch và giáo sứ Bình Sơn. We'll be right back.
cộng đồng và thiên cảnh này đã khẳng định giáo xứ là một cộng đoàn tín hữu, trong đó khuôn mặt giáo hội được thể hiện một cách rõ nét tại một địa phương nhất định. Như vậy, cộng đoàn giáo xứ làm cho giáo hội hiện diện một cách cụ thể hơn tại một nơi. Bởi hội thánh không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng hiện thực nơi cộng đoàn quân quẩy với nhau để lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh lễ dưới sự chủ tọa của một linh mục thay mặt cho đức giáo mục là đấng kế vị các thánh tông đồ. Đó chính là khía cạnh ủy nhiệm của giáo xứ. Bên cạnh đó, thông qua các sinh hoạt cộng đồng, mỗi giáo xứ đem lại cho hội thánh Kitô, hội thánh Chúa Kitô và trong cuộc sống thực tại của nghề nghiệp, của môi trường xã hội, làm thống nhuận tinh thần Kitô giáo cho mọi người xung quanh. Cùng với các văn kiện của cộng đồng Vatican II, bộ giáo luật của giáo hội Công giáo còn nhấn mạnh đến các điểm chính yếu trong sứ mạng của mỗi giáo xứ. Đầu tiên là sứ mạng làm chứng tá. Mỗi giáo xứ phải là một cộng đoàn lắng nghe lời Chúa và làm cho chứng tá đức tin bằng lời giảng và bằng đời sống của chính mình. Thứ hai, sứ mạng cử hành phục vụ. Giáo xứ phải là một cộng đoàn được triệu tập để ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Đặc biệt, công việc cử hành thánh lễ là nguồn mạch và chốt đỉnh của mọi sinh hoạt trong sứ đạo. Thứ ba là sứ mạng hiệp thông. Mỗi giáo xứ là một cộng đoàn hiệp thông. Hiệp thông giữa các cá nhân trong giáo xứ, hiệp thông giữa những hội đoàn, và đặc biệt sự hiệp thông ấy phải mở rộng tới sự hiệp thông với giáo phận và toàn giáo hội. Thứ tư, đó chính là sứ mạng phục vụ. Mỗi giáo xứ phải là một cộng đoàn phục vụ đáp ứng những nhu cầu tinh thần và vật chất của mọi thành phần, cái đặc biệt là quan tâm đến người nghèo. Sứ vụ thứ năm là sứ vụ truyền giáo. Mỗi giáo xứ chia sẻ sứ mạng đem tin mừng cho những người chưa biết Chúa và đời sống chứng tá của mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ tiệm nhất và yêu thương. Ước gì tân giáo xứ chúng ta luôn khắc ghi những lời chỉ dạy của mẹ hội thánh, không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, nhưng cộng đoàn tân giáo xứ chúng ta hết lòng sống khiêm nhường, chân thành yêu thương nhau, đoàn kết phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Chỉ như vậy, thiết tưởng rằng phúc lành to lớn mà tân giáo xứ chúng ta đã nhận trong ngày hôm nay mới đẹp ý Thiên Chúa. We'll be right back.
Sau đây con xin kính mời quý cha. Chào đón quý vị bằng một tràng vỗ tay thật lớn và nồng nhiệt. Và thành phần cũng không thể thiếu được trong thánh lễ ngày hôm nay đó là gần 700 con tim của tân giáo xứ ở các miền bắc trung nam, những con người đạo đức sốt sáng, những con người cần cù chịu khó, những con người thân thiện và đơn sơ. Chính những con người ấy cùng với tổ tiên bao đời đã viết nên những trang sử oai hùng cho mảnh đất tân giáo xứ Quân Trạch yêu dấu và hòa chung niềm vui của những người con xa quê. Xin cầu đoàn chúng ta cùng vang lên một tràng vỗ tay để chúc mừng tân giáo xứ Quân Trạch. Vâng, để tỏ lòng biết ơn và sự hiện diện của quý cha và quý cộng đoàn, sau đây ban kim nhạc sẽ nổi lên một bài để chào mừng quý cha và cộng đoàn. Thank you.
Giáo hội Công giáo Việt Nam Giáo phận Thái Bình. Tòa Giáo mục Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, xác lệnh thành lập giáo xứ. Chiếu theo giáo luật điều 515, điều 518 và chỉ Nam Giáo phận Thái Bình, xét theo lời thỉnh cầu của linh mục chính xứ và cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Quân Trạch, giáo xứ Bắc Trạch, sau khi tham khảo ý kiến của hội đồng tư vấn và linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục Giáo phận Thái Bình, quyết định thành lập giáo xứ Quân Trạch, tên gọi là giáo xứ Quân Trạch Giáo phận Thái Bình. Địa chỉ: giáo xứ Quân Trạch, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Kể từ ngày ký quyết định này, giáo xứ Quân Trạch được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ của một giáo xứ theo giáo luật. Mọi cản trở đều vô hiệu. Làm lại, làm tại Thái Bình lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7 tháng 10 năm 2020, Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giáo mục Giáo phận Thái Bình đã ký. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta mở cảm ơn tay thân pháp lên tài và ơn Chúa. Và giờ đây con những người cha quản hạt cũng là cha xứ của tân giáo xứ chúng con sẽ lên chào sắc phong cho tân giáo xứ chúng con. Chúng con cũng xin kính mời ông chủ tịch hội đồng tân giáo xứ sẽ lên nhận sắc lệnh như là một bằng chứng cho việc hình thành tân giáo xứ Quân Trạch. Cộng đoàn chúng ta cùng vang lên một tràng pháo tay lớn để tạ ơn Chúa và chúc mừng cho tân giáo xứ. Kính thưa quý đức mục và cộng đoàn, giờ đây trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì ông ân tân giáo xứ, tri ân các bậc tiền nhân vì những hy sinh cũng như thành quả tốt đẹp các ngài đã để lại nơi cộng đoàn quê hương, còn xin trân trọng kính mời quý đức mục và cộng đoàn cùng đứng bắt đầu nhịp dâng thánh lễ, mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Giáo xứ Quân Trạch. Giờ đây con xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Mạnh Cường, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hải,
cùng với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc Hải có bó hoa lên chúc mừng tân giáo xứ. Và lăng hoa này con xin kính mời cha xứ kính yêu của chúng con sẽ nhận những lăng hoa này. Vâng, chúng con xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hải, cùng với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc Hải. Giới thiệu các giáo xứ, các giáo họ cũng như các đoàn hội, chúng ta sẽ có những lá hoa lên chúc mừng cho tân giáo xứ. Và những lá hoa này con xin kính mời ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ sẽ lên nhận cho chúng con. Đầu tiên con xin trân trọng giới thiệu Đền Thánh Bắc Trạch, thứ hai giáo xứ Bạch Long, thứ ba giáo xứ Lương Điền, thứ bốn giáo xứ Lạc Thành, thứ năm giáo xứ Quang Cao, thứ sáu giáo xứ Nam Thái, thứ bảy tân giáo xứ Công Bồi, thứ tám giáo xứ Vinh Sơn, thứ chín giáo xứ Văn Lăng, thứ hai giáo họ Quảng Châu, thứ ba tiếp theo là Phương Trạch, giáo họ Phương Trạch và Bắc Cấp, tiếp theo là thôn Quân Trạch xã Tây Phong, tiếp nữa là thôn Quân Trạch xã Nam Trại và thôn Nam Trạch xã Nam Trạch, cuối cùng là anh em đồng hương thành phố Vinh, cùng với đó là dòng họ Cao Quân Trạch. Xin mời ban kim nhạc sẽ nổi lên một bài để chúc mừng cho tân giáo xứ trong ngày hôm nay. Cụp rồi, thấy cái gì nào?
Vâng, xin cả đoàn cùng vang lên bài chúc mừng để chúc mừng cho tân giáo sư chúng ta hôm nay ạ. Chúc mừng, xin chúc mừng. Vâng, chúng con xin cảm ơn những lá hoa tươi thắm của các giáo xứ, giáo họ và cộng đoàn tới chúc mừng cho tân giáo xứ chúng ta. Và kính thưa quý cha và kính thưa cộng đoàn, giờ đây con xin trân trọng giới thiệu ông chủ tịch hội đồng mục vụ tân giáo xứ Quân Trạch xin lên có lời cảm tạ và tri ân quý đức phật và cộng đoàn. Chúng con xin kính mời ông. Tổng thính cha Hàn Lượng Bắc Tiền Hải cũng là cha xứ kính yêu của chúng con, kính thưa cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, kính thưa quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ, quý cố, quý khách cùng toàn thể quý cộng đoàn, giờ đây con xin thay mặt cho gần 700 con tim tân giáo xứ Quân Trạch bày tỏ tâm tình biết ơn của chúng con trong ngày trọng đại hôm nay. Trước hết, con xin dâng lên Chúa đấng đã không ngừng tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên cộng đoàn tân giáo xứ chúng con. Suốt dọc dài 250 năm, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bao nhiêu ngày tháng là bấy nhiêu hồng ân, đằng sau những thăng trầm là bàn tay Thiên Chúa vẫn ân cần chở che. Qua lời thì thầm trực tiếp vào trái tim Chúa và thánh cả Giô-xe Quan Thầy, thật chúng con chỉ biết thốt lên rằng làm sao đến được lá rừng, làm sao thấu được tâm tình Chúa thương. Tạ ơn Chúa cũng là dịp chúng con được bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với quý đấng bậc đã từng coi sóc giáo xứ, các bậc tiền nhân đã lưu trữ và truyền lại cho chúng con gia sản đức tin quý giá. Chính nhờ những công ơn đó, chúng con nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, được trở nên con cái Chúa, được sống trong gia đình giáo hội và được hưởng thành quả như ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa cũng là dịp chúng con được nói lên tâm tình biết ơn quý đấng bậc thay mặt Chúa trên trần gian. Chúng con xin thành kính tri ân đức cha Phêrô, người cha chung của giáo phận đã tín nhiệm và cất nhắc chúng con lên hàng giáo xứ. Chúng con tri ân quý cha trong ban tư vấn đã tiến cử chúng con với đức cha, dù không thể hiện diện nhưng trong trái tim đức cha và quý cha luôn dành cho chúng con. Xin đức cha và quý cha nhận nơi chúng con lòng cảm mến tri ân. Cách riêng chúng con tưởng nhớ và tri ân cố đức ông Thomas, ngài đã tin tưởng và thấy sự trưởng thành của giáo họ nên ngài đã đệ đơn lên về trên giáo phận, nâng giáo họ lên hàng giáo xứ. Nay ngài về với Chúa trên trời cao, ngài rất vui thấy được thành quả Chúa đã thương giáo xứ chúng con. Chúng con kính xin cố đức ông Thomas cầu bầu cho cùng Chúa cho tân giáo xứ chúng con. Cũng con xin cảm ơn cha hạt trưởng hạt Bắc Tiền Hải cũng là cha xứ kính yêu của chúng con. Cha đã sắp xếp tổ chức ngày trọng đại hôm nay và đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa với những tâm tình sâu sắc, chúng con mãi mãi khắc ghi. Chúng con xin cảm ơn quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, quý cha quê hương, quý cha đã dành cho chúng con món quà to lớn nhất, thánh thiêng nhất, đó chính là thánh lễ mà quý cha vừa hiệp dâng để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho chúng con
nguyện xin Chúa Mẹ Maria vô nhiễm và Thánh cả Giuse quan thầy đổ tràn ân sủng xuống trên quý cha để quý cha chu toàn sứ vụ Chúa ủy thác. Chúng con cũng xin cảm ơn quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ, quý ban hội đồng liên giáo xứ, giáo họ, quý cố, quý khách gần xa cùng quý cộng đoàn. Vì tình hiệp thông và liên đới, quý vị đã về chung vui và cầu nguyện cho tân giáo xứ chúng con xin tri ân. Xin được cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có được ngày trọng đại và thánh lễ tạ ơn hôm nay được diễn ra tốt đẹp. Xin tri ân giáo xứ mẹ đền Thánh Mắc Trạch vẫn mãi mãi là chỗ dựa cho chúng con tựa nương. Xin tri ân quý ân nhân ba miền Bắc Trung Nam đã quảng đại giúp đỡ để giáo xứ có một thành quả như ngày hôm nay. Xin Thiên Chúa và Thánh cả Giuse quan thầy trả công bồi hầu cho quý vị. Xin được tri ân những người con xa quê, tình yêu mến Chúa và quê hương gắn kết chúng ta thành một gia đình con cái Chúa. Xin cảm ơn quý vị, dòng mến thánh giá Tân Lập, các ban ngành giáo mẹ, giáo xứ mẹ Mắc Trạch, giáo xứ Vinh Sơn, giáo xứ Văn Lăng, các đoàn văn nghệ đến từ các giáo xứ, giáo họ, các ca sĩ, quý chức tân cựu, các ban ngành đoàn hội cùng hết thảy mọi người trong giáo xứ nhà đã chung tay cộng tác, đã đóng góp công của để chuẩn bị phục vụ cho thánh lễ tạ ơn hôm nay được diễn ra nghiêm trang và long trọng. Xin Thiên Chúa tràn công bồi hầu cho quý vị. Một lần nữa chúng con xin hết lòng cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Giáo Phận, cảm ơn quý cha, quý đấng bậc, quý khách và mọi người đã cộng tác giúp đỡ, đã hiệp thông cầu nguyện cho thánh lễ tạ ơn mừng tân giáo xứ hôm nay. Kính xin quý đấng bậc và mọi người tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng con. Tôi xin cảm ơn tôn giáo bạn đã về chung chia niềm vui với tân giáo xứ chúng tôi. Trong khi tổ chức, chúng con khó tránh khỏi nhiều thiếu sót, kính xin quý đấng bậc và mọi người lượng thứ. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời quý đấng bậc và mọi người cùng chung chia niềm vui với tân giáo xứ chúng con trong bữa cơm gia đình. Để bày tỏ tâm tình biết ơn, kính xin cha hạt trưởng hạt Bắc Tiền Hải thay mặt Đức Cha và quý cha vui nhận lãng hoa tươi thắm kết từng tấm lòng thảo kính của tân giáo xứ chúng con. Kính xin cha đón nhận. Và cùng với đó thì chúng con xin ban kèn nữ giáo xứ đền Thánh Mắc Trạch sẽ đổi lên một bài để chúc mừng cho tân giáo xứ chúng ta hôm nay. We'll be right back.
giáo xứ Phận Thế Thánh Bắc Trạch. Và kính thưa quý cha và cộng đoàn, sau thánh lễ con xin kính mời quý cha, quý nam nữ, tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn, ban ca, ban kim nhạc sẽ ở lại lưu lại những bức hình đẹp nhất để đánh dấu mốc lịch sử cho tân giáo xứ chúng con hôm nay. Và giờ đây con xin kính mời cộng đoàn an toàn, mời cộng đoàn đứng và mời quý cha sẽ dâng lời nguyện kết lễ. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, những lời chúc mừng, những lời tạ ơn nếu chúng ta cứ diễn ra thì đời đời chẳng cùng, bởi vì đây là một sự kiện duy nhất từ tạo thiết lập địa cho đến bây giờ và từ nay cho đến tận thế sẽ không có nữa. Đó là một cái sự kiện duy nhất chỉ có ngày hôm nay thôi, cho nên đó là một cái sự kiện lớn lao mà chúng ta ca tụng Chúa đời đời không cùng. Khi có em tất cả những cái tâm tư tình cảm đó xin thay lời cho quý cha và quý khách, một lần nữa xin kính chúc tân quý giáo xứ Quân Trạch luôn luôn tràn đầy ơn Chúa và đoàn kết yêu thương nhau, gắn bó cùng nhau xây dựng giáo xứ một ngày một lớn mạnh. Ở đây xin cô chúc lành cho mọi người chúng ta. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em theo lượng quan dung của Ngài và cho anh chị em cảm nhận được sự khôn ngoan di nhân cứu độ. Xin Ngài luôn nuôi dưỡng anh chị em bằng giáo lý đức tin và cho anh chị em được kiên tâm bền trí thực hiện các việc lành thanh. Xin Thiên Chúa dẫn bước anh chị em đến với Ngài và tỏ cho anh chị em con đường đưa tới bình an và mặc ai. Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần trong anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúng ta một chút để chuẩn bị với ban kèm giáo xứ Văn Lâm cũng như ban kèm giáo xứ
Bắt chú vào.
Thầy xuống, 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 thầy xuống